đều được Thiên Chúa mặc khải. Vì thế, mọi tín hữu đã tin tưởng cách chắc chắn và bền vững. 4 năm sau đó, vào ngày 25 tháng 3 năm 1858, Đức Mẹ hiện ra tại hang đá Lộ Đức với thánh nữ Bernadette. Đức Mẹ đã xác nhận tín điều trên khi xưng mình: ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Đặc ân vô nhiễm nguyên tội là bằng chứng về sức mạnh của ân sủng trên tội lỗi và sự chết. Phục vụ đang ở giữa chặng đường mồ vọng, thời gian chuẩn bị đón mừng mầu nhiệm con Thiên Chúa lên trần gian. Giữa màu tím đợi chờ và hy vọng, trần bừng lên màu trắng tinh tuyền của ngày lễ Đức Mẹ vô nhiễm. Ý nghĩa phục vụ gắn liền với thời điểm quan trọng của lịch sử cứu rỗi. Cánh cửa thiên liên mở ra cho dân Chúa bước tới cử hành bầu nhiệm nhập thể. Đặc biệt, lễ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội hôm nay là bổn mạng của giáo xứ Sơn Lộc. Chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa mọi thành phần trong giáo xứ chúng ta dưới sự bảo trợ của Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. Xin Đức Mẹ tiếp tục yêu thương, che chở và gìn giữ để từng người và gia đình trong giáo xứ chúng ta có một đời sống đức tin vững mạnh hơn, đồng thời biết tích cực xây dựng và củng cố đời sống sinh hoạt giáo xứ trong tinh thần hiệp thông và yêu thương. Hôm nay cũng là dịp giáo xứ chúng ta kỷ niệm 2 năm hành thành ngôi thánh đường. Chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ và ngợi khen. Vì muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương, dù trải qua biết bao thăng trầm, nhưng những ơn lành của Chúa và Mẹ Maria vẫn không ngừng bám xuống trên giáo xứ chúng ta. Nhờ đó giáo xứ chúng ta có được như ngày hôm nay. Nguyện xin Thiên Chúa và Thánh Maria vô nhiễm nguyên tội tiếp tục đổ tràn ơn bình an, sức khỏe và khôn ngoan xuống trên Đức Cha Giuse, quý cha và mọi thành phần trong giáo xứ, hầu mang lại cung cầu lợi ích cho các linh hồn. Trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa và mừng kính Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, giờ đây xin kính mời cộng đoàn ý cùng ca đoàn hát ca nhập lễ.
Để tâm tình biết ơn về những lời cầu nguyện của chúng ta trong chính thánh lễ này.